khuyên cáo liên quan công ty bảo hộ lên con thôi. Sau đây là video nên nói lên tất cả những gì của các anh em thợ hồ đang làm. Xin mọi người hãy tránh xa cái kẹp thợ hồ ra cho tôi cái. Giờ là tội lỗi đấy. Giờ mệt cầm 35 ngàn cho mày trời ơi. Trời ơi. Giờ ngày đêm mà chỉ làm mày trời ơi. Mà là tôi. Mà là trời, cuộc đời thờ hô là vất vả tha phương rồi đó. Bỏ thờ hô cho tôi cái trời ơi. Mẹt 35 ngàn mà làm lẽ lười cũng có ngàn mô. Mới tắt cái cục này luôn em đấy. Mái với tôi dâm dùng đỡ đấy. Đó, cái mỏ ở đấy. Còn chết rồi, nghĩa bao quá chứ. Béo, mình chỉ mới ghi góc nó mới mông mại béo. Rồi rồi cái đèn thế. Thằng ác dữ đồ rồi ông béo cần mừng cái thế không cho đường đấy.